Hello. How are you doing? Yeah. Right. Ai lấy mất cả rồi. Rồi, bây giờ trước khi mình qua bài học, anh viết cái này trước cho cô ha. Rồi sau mình sẽ tiếp tục. Ok. Rồi, today is Sunday. And which day is it? Is 15. Đấy. Trong trường con có lịch thi học kỳ chưa? Dạ con chưa. Tôi có hả? Mới học được có tháng mà cô. Rồi, ở trong trường con học tiếng Anh tới đâu rồi? Con thì bây giờ đã học cái thứ gì tháng rồi. Dễ không? Con có gặp khó khăn gì ở trong trường không? Dạ không. Ok, nếu có gặp khó khăn thì con nhắn cô ha. Rồi, so today our lesson is still the same. Bài của mình vẫn là bài này at our school. Vậy còn mình còn một số phần nhỏ bên dưới. Ha. Rồi, tiếp theo. First thing first, trước khi mình vô bài của mình thì cô có trò chơi này cho Ngọc Anh. Draw the monster. You read and then you draw what they say. Ok, con sẽ đọc và con sẽ vẽ theo yêu cầu của cái bạn này. Bạn này yêu cầu vẽ monster như thế nào, Ngọc Anh sẽ làm cho cô ha. Rồi, để xem coi phần đọc hiểu của mình như thế nào đây. So the first monster, con monster đầu tiên. The monster has two big eyes and three noses. It has a small mouth and it doesn't have any ears. So how will you draw this monster? Đợi con tí nhầm. Ok, con có cái bút không? Con có. Wow, two big eyes, đúng luôn. Rồi. Đợi con tí nhầm đấy đang tẩy này. And then you will tell me the name of the monster, okay? Tí nữa con sẽ đặt tên cho bạn monster luôn nha. Oh, bad. Rồi, okay, what is the name Her name
name Okay, next. Her name Oh. is Thing. Oh. That's funny. Number two. Oh. The monster has Oh. eyes and one nose. It had two mouths and three ears. What is this name? Monster? Name monster. Okay. And Monster two have name other monster. colors. Had four small eyes and one nose. Con It tô has màu two cho mấy mouths. bạn như Nhưng mà hình cô. như còn thiếu rồi. Two mouths lận. Tô Cái màu hả? này thì thiếu rồi. Cô đợi xíu. Yeah. Đợi một tí, cô đợi một tí. Cô sẽ tô màu cho mấy bạn. Cố gắng mình nói với cô bằng tiếng Anh luôn nha. Mình kết về mình học tiếng Anh mà con cứ nói với cô bằng tiếng Anh. Các bạn bị mất hết mặt mũi rồi. Mất hết trơn rồi. Đấy, chưa. Cô sẽ tô màu cho bạn. Scary. Đó, hai cái má hồng Okay, that's really cute. tiếp theo là một Right, are you finished? I have to finish number two and number three. The monster have one eyes and two big nose, three mouths and one ears. Next, the monster has one eye and two big noses. It has three mouths and one ear. Cô bút còn hết pin rồi. Bút con hết pin rồi. Trời ơi, trời vậy bây giờ Cô cô. đợi một tí nó đang sạc, nó sẽ nghe. Rồi bây giờ mình để con bạn bạn cuối cùng để tí nó đi là cuối giờ còn thời gian Đây thì cô đây đây đây, để tiếp ha. phần 2 rồi. 2% rồi cô ơi. Tiếp tiếp tiếp. Trời. Tranh thủ dữ. Rồi, ở đây cô kiểm lại nè. Có một bạn bị sai. Đó là bạn nào đây? Bạn số 2. Bạn số 2 có bao nhiêu con mắt? Four eyes. 4 con mắt đúng rồi. 1, 2, 3, 4. One nose. Cái mũi đâu?
Ồ, chưa thấy cái Cái mũi. mũi đây. Rồi, but it has two mouths, và có hai cái miệng lận. Mày thiếu một cái rồi, bây giờ nói cho cô cái mũi đâu. Rồi, cái mũi nằm Đó, đây nha. Rồi, ở cái đây, tiếp theo. Three ear, có luôn, chính xác. Rồi, bạn này cho mắt màu hồng đi. Đúng. Rồi, bạn cuối cùng. đây mắt của bạn đây. Để con vẽ một cái vuốt nước lạnh này cho nó đẹp. Nose. Nose. Rồi, xong chưa? Chưa có One eye and two big noses. Để mình qua phần khác nữa nè. được chưa xong đâu nha, tiếp tục nữa vẫn có hoàng lại. Cô thấy chưa? Cô có nhìn thấy mắt mũi miệng của bạn hay không? Để con vẽ Yes, lại. it had one eye and two big noses. It had three mouths and one ear. Okay, where is the ear? Phải tay của bạn ấy đâu? Đây ạ. Để con đợi con tí. Này. Đó. Okay, that's good. The last one, what is his name? His Blue. Blue. Bluey. That's good. Blue. Right, so next one. So let's move to the next part. So I will take picture of this. Để cô chụp lại bức hình đã. Okay, we have new friends, name, and monster, and Bluey. That's really good. Rồi, qua phần kế tiếp. Cô sẽ nhắc lại phần từ vựng trước ha. Về phần từ vựng của bài này, mình có board, map, rubber. Rubber còn tên khác là Eraser. eraser. How many eraser do you have, Ngọc Two. Anh ơi? Two. Two. Okay. What color are they? They are black and yellow. Black and yellow. Next one. Page. Tick. A point.
Rồi hôm bữa trước cô có chỉ con là chỉ vào cái gì đó thì mình sẽ có là Point at. point at. Rồi còn ban đưa ra một ví dụ về point at xem. Mom is point Ừ. banana. My mom is point Okay, your mom is pointing at the banana. Next one. Ở trên cùng thì mình sẽ có từ gì và ở dưới đáy mình sẽ có từ gì? Bottom and top. Top and bottom. Good. Rồi, con sông. River. River. Con đường. Road. Road. Rồi, Ngọc Anh nói cô biết từ đất một nước nào đó con sẽ có từ gì? Country. Đúng rồi. Kế tiếp, lỗi lỗi lầm của mình thì sẽ có từ gì? Mistake. Mistake. Này là dấu ấn số 2 nha, mistake. Rồi. Mistake. Khác biệt mình sẽ gọi là Different. different và cuối cùng đúng thì mình sẽ có từ là Correct. correct. Yes, chính xác. Lần trước cô có cho ơn gì nhỉ? Câu trả lời với cả đáp án. Trả lời với đáp án. Câu hỏi trả lời. Ừ. Rồi bây giờ cô sẽ có phần này về thì quá khứ đơn con gọi là gì? Tên gọi của thì quá khứ đơn là gì? Past Đúng rồi, ở đây thì này nói về những hành động như thế nào? hành động đã xảy ra trong quá khứ. Yes, chính xác. Rồi, ví dụ cô có tôi đã ăn bánh ngày hôm qua thì mình ghi như thế nào đây? Rồi bây giờ cô có đã động từ bình thường ăn con sẽ gọi là gì? Eight. Bình thường đó, bình thường thôi. Bình thường con thấy từ ăn mình đọc là eat, quá khứ của từ eat là ate. Chính xác. Rồi bây giờ ghép vô câu nè, tôi đã ăn bánh ngày hôm qua, chủ ngữ là Ai? ai, rồi động từ Eat ate, bánh. bread. Yes, a bread hoặc là a cake cũng được ha. Ngày hôm qua. Yes, sir. Đây, đúng rồi. Rồi, và đây là dạng số 1. Ở đây là câu khẳng định ha. Con đã ăn cái bánh ngày hôm qua. Rồi bây giờ cô muốn nói là tôi không có ăn cái bánh ngày hôm qua thì mình phải làm sao? Khoan, bây giờ trước khi mình làm câu số 2, cô sẽ giải thích ha. Ate a bread or cake on yesterday. Rồi khoan đã. Bình thường khi con làm câu phủ định có từ gì đặc biệt? Don't. Có từ gì? Chắc không? Don't. Không, Do bình not đi thường cô. con. Do not đi. À, nó chính Không. xác. Rồi nhớ từ nó cho cô nha. Rồi bây giờ cô hỏi do. Quá khứ của do là gì? Deep. Did. Rồi cũng như các câu bình thường, con sẽ có chủ ngữ đứng trước, mình sẽ có là ai, Didn't. rồi mình thêm trợ động từ vào. I didn't. I didn't, đúng rồi. Ăn. Rồi, ở đây như thế này. Nếu như con có trợ động từ là quá khứ rồi thì động từ đứng phía sau nó con giữ nguyên không thay đổi ha. Thì đây mình sẽ đọc là I didn't eat a bread Bread, hoặc là cake, cake yesterday. yesterday. Đây, dạng số 2 đã xong. Rồi, mình đã có khẳng định xong, phủ định mình cũng đã có luôn rồi. Bây giờ tới cuối cùng, nghi vấn, đặt câu hỏi, mình phải làm sao đây? Bình thường mình đặt câu hỏi mình làm như thế nào Ngọc Anh? Are you eat bread? Không. Rồi, tí nữa Thì cô nói mình phần sẽ cô bị cho không? chủ ngữ lên đầu xong rồi Ừ. sẽ có Con sẽ phải câu có từ hỏi đúng không? Hoặc là trợ động từ chuyển lên đầu. Thì ở đây câu số 2 của mình nè. Thường á, đặt câu phụ câu hỏi á, con sẽ dựa vào câu phủ định á. Coi coi cái trợ động từ nó you mượn là gì, rồi con chuyển lên cho nó dễ.
Do Rồi. you Do eat? you eat hay là did you? Mình đang hỏi quá Did khứ. you eat? Yeah, Did did you eat? you eat? Không, nếu mà con đang nói cho cô kiểu như là cái nếu mà không gọi là không nói về ngày hôm qua. Did you eat a bread cake yesterday? Yes, chính xác. Rồi, ở đây con có thể danh từ thì tùy theo mình đổi danh từ nào cũng được ha. Nhưng trong phần này đặc biệt chú ý cho cô là về phần động từ đó. Cái nào đã đổi rồi, ví dụ như câu khẳng định thì có một số động từ mình đổi luôn, mình không cần thêm gì hết. Nhưng phủ định thì mình phải mượn thêm bạn didn't nằm ở đây. Còn câu hỏi thì mình sẽ để did lên trước ở đầu câu ha. Và đây là ba dạng của thì quá khứ đơn. Ngọc Anh có thể ghi ba ví dụ vào để con có thể hình dung được cách làm. Oh Cô không sao đâu, cô vẫn nhìn được ạ. no. Con nhìn được không? Hay là Con cô nhìn đáp được lại ạ. cho nó cho rõ rõ. I just ate a breakfast. Rồi, đây, của mình đây. Dạ xong luôn rồi ạ. Rồi, xong rồi đúng không? Tiếp theo. Rồi bây giờ Ngọc Anh sẽ đặt cho cô một phần ví dụ về ba mẫu câu này đi. I drank Coke on yesterday. I drink Coke. Thường yesterday con sẽ không có giới từ ha. Trừ khi nào ngày trong tuần á, vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì mình mới có từ on đứng trước. Còn hôm qua, hôm kia, hôm nay là không có nha. Dạ Rồi, tiếp theo. Câu số 1 đúng rồi nè. Bây giờ nói là tôi không có uống coca ngày hôm qua. I didn't drink Coke yesterday. Rồi. Ở đây từ này, bài này, từ này mình sẽ đọc là did didn't. Viết Didn't. viết của từ did not đó nha. Yes. Ừ. Did didn't. Rồi, quá khứ. Của, rồi bây giờ tới câu nghi vấn, câu cuối cùng, câu hỏi. Did you drink Coke yesterday? Chính xác. Rồi, và đây là ba mẫu câu của mình trong thời này nha. Nãy giờ cô với Ngọc Anh mới đi là về phần động từ thôi. Còn mình chưa có nói về động từ to be, đúng không? Rồi khi nào mình dùng động Vâng. từ to be và khi nào mình dùng động từ thường? Ngọc Anh có biết không? Khi nào Khi con mà nói? mình Khi nào con dùng động từ nói be? về hiện tại. À, không phải nha. Rồi, ở đây mình dùng động từ to be trước tiên để cô nói đã là bao nhiêu có động từ to be trong tiếng Anh nè. Có bao nhiêu?
bao nhiêu động từ tương đương trong tiếng Anh? Vừa nói thì trong phiếu học tập cô có ghi hai lần luôn, mà tôi bị trong tiếng Anh mình có từ bao nhiêu từ? động từ to be là ba từ gần gì? Tôi đọc ra cho cô. Or is Am, is, are. Ok, is, are, am hay là are, am, is gì cũng được ha. Miễn đọc, miễn sao con đọc đủ ra cho cô là được. Rồi, quá khứ của ba bạn này là gì? was and where Was and was were. Ok, rồi, thường á, con dùng động từ to be trong câu là để con nói về người ấy làm cái gì, người ấy là ai và tính cách người ấy như thế nào, hoặc là màu sắc là gì thì con mới dùng động từ to be ha. Còn ngược lại nói về hành động là mình dùng giống như ở bên trên hết. Hình dung được chưa? Rồi, cô nói lại một lần nữa, mình sẽ dùng động từ to be khi con muốn biết người ấy là ai, người ấy làm việc gì, hoặc cái món nào đó có màu sắc là gì thì mình mới dùng động từ to be. Rồi, bây giờ cô muốn nói là cái áo này đã từng là màu đen, bây giờ nó ra màu khác rồi, thì mình nói làm sao? Áo, cái áo là gì? Mình có chủ ngữ đã, mình phải đổi chủ ngữ trước đã. It Rồi, ở đây một cái áo là t-shirt đã là t-shirt. màu đen. Thì bây giờ mình thêm nè, có chủ ngữ rồi nè, động từ, mình chọn động từ là gì đây? T-shirt là số nhiều, nhiều hay số ít? So Số ít thì mình động was từ mình sẽ có là was. a Là chính xác. Còn bình thường con nói là cái áo màu đen thì mình chỉ cần nói là t-shirt is black ha. Đó là câu bình thường. Còn bây giờ mình đang học thì quá khứ đơn nên nó đổi một chút xíu thôi, không có khác gì hết. Rồi, cái áo này không phải là màu đen thì con nói làm sao? Rồi, sao nó mất tiêu rồi? no. Để cô một chút, để cô làm lại. Rồi, cái áo này không phải là màu đen thì Ngọc Anh nói làm sao? Was t-shirt not Không phải used? đẹp giờ, đợi cô một chút nha. Thì shirt câu nào trong tiếng Anh đầu câu con cũng phải có chủ ngữ hết, T-shirt was not black. chính xác. T-shirt was What? not black. Rồi, cái áo này có màu đen không? Mình nói làm sao? What color is the Không phải. Rồi, what color is the t-shirt? Là con chỉ dùng câu hỏi này khi con chưa biết màu của cái áo đó. Còn cái này con biết rồi, Is con the cũng nhắc. it is a t-shirt was black? Thì not really correct. Xím chút xíu nữa mới đúng. Is the t-shirt Không. Rồi, nè, hồi nãy cô có nói ha, khi con muốn đặt câu hỏi thì con dựa vào câu số 2, câu phủ định đó. Động từ của nó là gì? was black? Đúng A t-shirt was rồi. Was, đổi động từ lên trước đầu câu. Was t-shirt black? t-shirt lá cáo thì đen Black. đấy, nhưng ông chưa chắc, còn lại lần nữa thì nó là cái này. Hình dung được chưa? Con nói đại ra đúng thì đúng rồi, nó Rồi, nhưng có hiểu không nè? sai có hiểu rồi không? Ừ, có hiểu không? Có gì để gì vậy đã? Rồi, ghi cái này vào, cái này là dành riêng cho động từ to be ha. Rồi, có thể ghi là dùng khi miêu tả tính cách, màu sắc, việc làm và vân vân của người hoặc vật ha.
Người thì tất nhiên là có việc làm, nhưng mà vật thì không có nha. Cái này cô nói chung chung cho con giờ dễ phân biệt thôi. Ok, nó quá là bất ổn. Sao mà đúng không? Hỏi nhạc. Rồi. Rồi bây giờ mình qua phần kế tiếp. Và đó là sơ sơ về cách con đặt câu ở trong thì quá khứ đơn ha. Mốt học anh, con lên lớp lớn hơn nữa là con cũng sẽ quay lại cái này lại thôi. Sẽ không có đi được đâu. Mình sẽ không trốn được nữa đâu. Và lúc đó là con là sẽ làm bài rất là nhiều về mấy cái thì này luôn, nên bây giờ nhớ được, làm được tốt thì mình cố gắng mình nhớ ha, để mai mốt mình đỡ mệt nha. Cái này Ngọc Anh làm được cái một hôm bữa, làm Đó. đúng hết. Run, rank, eight. Cái này Con sai không nhớ được thì cái là từ rank. go. Hử? Con không thể nào nhớ được cái từ go. Go là Không when. hiểu. Con làm rồi con sẽ nhớ thôi. Mới Này gặp bước nó cũng khó hơn chứ. cái này. Nó làm rồi. Bài nghe mình cũng làm Nè. luôn rồi. Nhưng mà qua bên này. Ở đây. Ở đây làm rồi. And read and write. Cái này làm Ở rồi. đây mình sẽ đi trả lời các câu ha. Ví dụ, the clock show that it's 2 o'clock. Và ở đây mình sẽ điền là từ o'clock vào đây. Vậy vì sao con biết dùng từ là o'clock? Tại vì nó nói về cái đồng hồ mà. Thì mình phải ghi vô là giờ là o'clock. Rồi số 2, what's the boy by the table doing? Bạn nào mà kế bên cái bàn đang làm gì đó? Thì đây con có là reading a green book. Thì ở đây bài này yêu cầu như sau. Con sẽ có một số mẫu câu. Một số câu sẽ là câu hỏi và một số câu còn lại sẽ là dạng câu khẳng định, và mình sẽ điền từ thích hợp và chỗ trống. Các bạn làm được không? Ok. Rồi bây giờ tiếp ha. Câu số 1. Đây con sẽ được viết một từ 1 đến 5 từ, nên cố gắng mình suy nghĩ mình làm cho đúng nha. Cái bút của con 93% rồi. Cái bút lên bao nhiêu phần trăm rồi? Ba. 3%. Trời ơi. 93. Nhưng mà vừa nãy con nói với cô có 3 phần, có 2%, có 1% đúng không? Mà giờ nó lên Con không 93 biết, phần con trăm. để cái bút này nó sẽ nhanh lắm, kiểu tầm 5 giây nó sẽ lên 1%, Đây hả? hơn nữa. Vâng. Sao nhanh thế? In the blue shirt blue shirt. The boy in the blue shirt is. Bạn này đang làm gì? Draw. Nhưng mà con vẽ cái gì mới được? Guitar. Is drawing a guitar. Này là nói về thì khác rồi nha. Này là thì hiện tại tiếp diễn đó, đang diễn ra là có động từ to be cộng verb in đó. Is Draw drawing a a guitar. guitar. Ok, rồi, they are blue and white square on. There's a blue white square on. Blue white square on. Blue and white square on. Cái sàn mình gọi là gì? Walls. Ừ? Wall. Không, wall là cái tường. Chết rồi, quên rồi, cái sàn quên mất tiêu rồi. Cái On sàn. floor, nhớ không? Floor. Ừ. Cái này con đã học qua rồi mà đúng không?
Lâu lâu quên Loan chút. thì nó Floor là cái sàn. để con nghĩ lại. Ừ. Rồi giờ sẵn câu hỏi luôn nè. Cái trần nhà gọi là gì? Trần nhà Đi học rồi đó. Rồi cái mái chóp nhà gọi là gì? Rồi cái tường cô gọi là gì? dạy cô gợi ý cho một từ đi. Ceiling là Ceiling cái trần nè. Roof là cái mái nè. roof là Rồi mái, tường wall là là cái tường. Rồi gì nữa? wall. Floor là cái sàn. Những từ này là phải biết nha. Ceiling. Rồi học xong cái quên đâu là quên từ, quên hai từ. Đúng không? Xong rồi mình nhắc lại, nhắc lại. Xong cái quên là một từ, quên hai từ. Ok. Rồi. Tiếp theo. Rồi, drawing guitar nhớ đây là thầy khác, không phải là thầy cũng đang học bây giờ. Này nhắc lại bài cũ đó. Thì tại tiếp diễn con sẽ có động từ to be nè, cộng với động từ theming. Ở đây bạn này đang vẽ is drawing, ok? Rồi tiếp theo. Có những cái màu xanh và trắng ở hình hình vuông nằm ở đâu trên sàn thì mình sẽ có là the classroom floor. Kế tiếp 3 và 4. What the girl with long hair looking? She is looking the computer. Is looking at the computer. Nhớ cô mình có giới từ at là không bỏ nha. She's looking at Computer. computer. Rồi số 4. Was camera doing? He is taking He's taking photos or he's taking a photo. Rồi, that's good. photo. Câu năm. Câu năm Rồi, câu số 5 không có, nhưng mà câu số 5 người ta yêu cầu nè. Write one sentence about the picture. Bây giờ Ngọc Anh nhìn hình này và chuẩn bị cho cô 3 câu về bức hình này. Tự mình làm nha. ba câu như thế là cái câu cộng trừ hỏi chấm đấy ạ. Con có thể đặt câu hỏi, nhưng con có thể đặt câu khẳng định thẳng về bức hình này luôn cũng được, không cần đặt câu hỏi nha. Bật ba lại câu luôn nhé. Ba câu nói về miêu tả bức hình này. Jay-Z is play Utah. Jay-Z don't play guitar. Daisy. Are Jay-Z play guitar? Ok, khoảng câu số 1 đọc lại cho cô. Daisy Jay-Z is play guitar. is playing the guitar. Rồi, miêu tả câu này đúng. Số 2. Bạn nào cũng được nha, không nhất thiết là Daisy không đâu. Jay-Z not playing guitar, playing Rồi bây giờ Ngọc Anh con đang làm câu khẳng định, phủ định và nghi vấn đúng không? Giống nãy cô nói.